Xin chào đón quý khán giả của Sài Gòn TV đến với Góc Nhìn Trung Thực do Bích Trâm phụ trách cùng Kinh tế gia đình Xuân Quân để phân tích các bản tin thời sự, chính trị, kinh tế xảy ra khắp thế giới và trong nội địa Hoa Kỳ. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật tình hình chiến cuộc Ukraine, đồng thời đưa ra những nhận định xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Pháp và tin về việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho phép khoan dầu khí mới ở trên đất liên bang, đồng thời tin về việc thành phố Thượng Hải phong tỏa kéo dài sẽ tác động lên nền kinh tế toàn cầu ra sao. Bích Trâm xin kính chào Kinh tế gia đình Xuân Quân. Vâng, xin kính chào cô Bích Trâm và xin kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn TV. Vâng, trước tiên là bản tin về chiến cuộc Ukraine trong giai đoạn thứ nhì. Kính thưa quý vị, sẽ khác giai đoạn 1 ra sao? Vào ngày 19 tháng 4, 2022 trong tuần này, cuộc xâm lược Ukraine đã bước sang giai đoạn thứ nhì bằng việc là quân đội của Nga bắt đầu trận chiến giành lại Donbass, tức là khu vực ở phía đông của đất nước Ukraine, sau khi quân đội Nga đã không chiếm được thủ đô Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Trước đó vào hôm 15 tháng 4, thì nguồn tin đã được Bộ Quốc phòng Mỹ kiểm chứng, nói là chiếc tàu chiến có tên là Moskva, vốn là một trung tâm kiểm soát và chỉ huy trên biển của hạm đội Biển Đen Nga, đã bị trúng hỏa tiễn Neptune của lực lượng Ukraine. Chiếc tàu đã bốc cháy rồi nổ tung và đã chìm xuống lòng biển. Kính thưa quý vị, giới phân tích quân sự thì nói là vụ chìm tàu này nó không ảnh hưởng lớn đến cục diện chung của cuộc chiến, bởi vì Hải quân Nga đến nay vẫn chưa có một vai trò mạnh mẽ trong cuộc chiến. Thế nhưng việc mà Ukraine đánh chìm một soái hạm của Nga sử dụng hỏa tiễn do chính Ukraine sản xuất, đây là một việc mà mang cái tính biểu tượng rất cao. Phải nói nó là một cái cú đòn lớn vào tinh thần của quân đội Nga và đặt câu hỏi về năng lực của Hải quân Nga. Và cũng có tin, đồng thời có tin nói là tướng Vladimir Frolov, phó tư lệnh quân đoàn số 8 của Nga, là thêm một vị tướng Nga lại tử trận tại Ukraine. Đây là vị tướng thứ 8 của quân đội Nga thiệt mạng từ khi mà Moscow xua quân xâm lược Ukraine vào hôm 24 tháng 2, tức là trong không đầy 2 tháng trời, quân đội Nga mất hơn 30% trong số khoảng 20 vị tướng lãnh mà được tung vào cuộc chiến. Thưa Kinh tế gia đình Xuân Quân, chúng ta biết Donbass là cái khu trung tâm công nghiệp ở phía đông Ukraine, nơi mà có Luhansk và Donetsk, tức là hai khu vực mà đã tách khỏi Ukraine, được Nga công nhận và có hầu hết cư dân là nói tiếng Nga, cũng như là những cái phần tử ly khai chống chính quyền Ukraine mà được Nga hậu thuẫn trong suốt 8 năm qua. Thưa ông Quân, tại sao Donbass lại là một yếu tố quan trọng đối với Tổng thống Putin? Và bước sang giai đoạn thứ nhì của cuộc chiến thì mặt trận mới ở Donbass nó sẽ khác biệt với giai đoạn thứ nhất ra sao? Vâng, cô biết đó, là ông Putin đã nói láo, tôi xin lỗi phải sử dụng cái chữ nhiều lần. Và do đó khi ông ta nói là trong cái giai đoạn 2 ông ta nhằm về Donbass nhiều hơn. Donbass thì nó gồm là hai tỉnh, tỉnh Luhansk và tỉnh Donbass và tỉnh Donetsk. Hai cái tỉnh này đó, tiếng Nga nó gọi là Oblast đó. Hai cái tỉnh này thì nó là tỉnh công nghiệp, nhưng mà công nghiệp xưa rồi, nghĩa là công nghiệp về than và công nghiệp về thép. Bây giờ quý vị biết đa số đó về than đó thì người ta sẽ không còn sử dụng nhiều nữa, mà người ta sử dụng muốn phát triển nhiều, người ta sử dụng về điện tử, người ta sử dụng về khí nhân tạo, nghĩa là artificial intelligence. Người ta không có sử dụng những cái gọi là công nghiệp xưa này, người ta nói là công nghiệp của thế kỷ 19. Thì ở đây đó, ông Putin ông phải quay trở vào sau khi không thành công tại Kiev đó, với là gần 200.000 quân, nghĩa là 130 người ta dịch là tiểu đoàn, nhưng mà tôi tin là phải dùng cái chiến đoàn hơn, tại vì không phải là chỉ có bộ binh mà có cả pháo binh, có cả nghĩa là quân xa, có cả nghĩa là chiến xa, thì đây nó là một cái họ gọi là battalion, nhưng mà thật ra tôi hiểu nó là một cái brigade, một cái chiến đoàn gồm nhiều thành phần
của quân đội. Và khi mà ông ta nói là bây giờ ông ta đánh vào Donbass á, cái tỉnh miền đông đó, mà của người mà nói tiếng Nga nhiều đó, thì ở đây ông ta chỉ còn có 60 hay 70 tiểu đoàn hay chiến đoàn này đánh vào cái vùng này. Cái vùng này đó thì có thể mình phải nói là nó có lợi rất là nhiều cho quân đội Nga, vì là đây là đồng bằng, đây là đất đồng bằng, không có núi, không có rừng, thành ra chiến xa có thể làm việc một cách tốt được. Đó là những cái mà lợi của phía bên Nga. Nhưng mà ngược lại, phía bên Ukraine đó, họ đã chiến đấu, họ đã nghĩa là chống cự hơn 8 năm rồi, thành ra quân đội nghĩa là Ukraine ở đây đó thì họ cũng khá phòng thủ khá tốt. Và một cái thứ hai nữa đó, là cũng như mọi người đều biết đó, đánh nhau đó nó còn có một cái nghĩa là yếu tố ngoài sự tính toán của con người, đó là ông trời. Ông trời, tại sao lại tôi lại dùng cái là cái yếu tố này? Tại vì nếu mà bây giờ đó là sắp sửa hết mùa đông thì nó lại mùa mưa, mà mùa mưa đó thì là chiến xa mà đi trên nghĩa là đất mà đen thì sẽ bị buồn lầy và bị khựng lại, mà khựng lại đó thì sẽ bị nghĩa là pháo binh hay là chiến xa của phía bên Ukraine bắn vào. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Do đó quý vị có thể hiểu được tại sao Tổng thống Zelensky là yêu cầu Hoa Kỳ và các nước Tây phương giúp họ về chiến xa, về các hỏa tiễn chống chiến xa hay là trực thăng để chống lại cái chuyện này. Thì đó nó là một cái việc mà do đó chưa chắc ông Putin đã thành công tại đây. Ông ta muốn vào ngày 9 tháng 5 thì sẽ năm nào cũng vậy. Ngày 9 tháng 5 là một ngày được tổ chức rất là lớn, nghĩa là cái ngày đó là ngày kỷ niệm thắng Đức, thắng là họ gọi là chiến thắng phát xít Đức. Thì là họ ông ta cũng muốn mang lại một cái hãnh diện, niềm hãnh diện nào cho quân đội Nga. Nhưng mà cô Bích Trâm cũng biết là vừa rồi đó thì là chính là Nga đã bị một cái thất bại lớn với cái tàu Moskva. À, cái tàu này đó, cái tên đó là tên là Moskva, là tên là Mạc Từ Khoa đó, mà bị đánh chìm. Mà tôi muốn cho quý khán thính giả biết đó, cái đánh chìm cái này đó là một cái kỳ công về kỹ thuật. Trước hết là các vệ tinh của Hoa Kỳ đã cho biết là tự nhiên cái tàu chiến này sao nó cứ đi vòng cái khu vực nghĩa là trước Odessa mà đi vòng như vậy đó, thì họ biết được là trong ngày là anh cứ giờ đó là anh tới đó, thì là tự nhiên là họ đã dùng nhiều drone để nghĩa là chia trí, nghĩa là cái vấn đề mà phòng không của Nga, và từ đó họ bắn mấy cái hỏa tiễn Neptune đánh chìm cái tàu Moskva. Cái này là một cái chuyện quan trọng. Tại sao? Vì hải quân Nga sẽ không còn phương tiện để đổ bộ vào thành phố Odessa nữa. Nghĩa là như vậy đó, đó là điều thứ một. Điều thứ hai đó là không còn vấn đề phòng không cho hải quân Nga nữa. Tại vì chiến hạm này là một chiến hạm phòng không rất là mạnh của Nga ở đây. Đó nó cho thấy là tại sao Tổng thống Putin lại phải đổ về muốn đánh miền Đông. Muốn đánh miền Đông để muốn mang một chiến thắng nào trước ngày là 9 tháng 5. Thì ở đây đó thì cô thấy đó là một cái chuyện mà đánh vào Donbass đó, nghĩa là vừa Donetsk vừa Luhansk đó, chắc gì đã thắng, chưa gì đó cái đoàn quân đầu tiên tiến vào và Luhansk đó đã bị là quân đội Ukraine nghĩa là phá bắn pháo binh, nghĩa là phá cả nguyên một cái dãy xe tăng đang tiến vào nghĩa là Luhansk. Thì ở đây mình thấy đó, đây là một chiến trận dùng rất là nhiều võ khí mới mẻ của thế kỷ 21,
nghĩa là dùng vệ tinh, dù dùng drone. Vì nếu mà họ biết cái chiến đoàn nó ở đâu thì cứ ở xa họ pháo vào. Thì đó nó là một cái khó khăn mà Tổng thống Putin đang gặp. Tôi nghĩ là chưa chắc đã thắng đó. Vì ở đây đó, trong 8 năm, mình phải nhắc lại, thế vậy nó mới đúng. Trong 8 năm, quân đội Nga và quân đội thân Nga ở Donbass không tiến được, không vượt qua được cái chiến phòng thủ của Ukraine. Bây giờ có đổ thêm lực lượng thêm thì biết đâu. Nhưng mà tới bây giờ đó là chưa có cái gì mà khác hẳn với cách đây, nghĩa là 2 tuần trước. Ví dụ vậy, nghĩa là không có tiến được, không có tiến bộ về vấn đề chiến tranh tại Donbass. Vâng, Bích Trâm cũng xin tiếp lời kinh tế gia Đinh Xuân Quân về câu chuyện mà tàu chiến của Nga bị đánh chìm. Thưa quý vị, xã hội Nga thời ông Putin thực chất nó là một cái chế độ cộng sản Xô Viết trong một hình thái mới, mà trong đó sự độc tài tập thể đã bị thu hẹp thành độc tài cá nhân. Tức là thời Stalin thì còn có bộ chính trị, còn thời của ông Putin chỉ có mỗi mình ông Putin là quyết định mọi vị trí quan trọng trong chính phủ và trong quân đội, khiến cho tham nhũng có đất màu mỡ để mà phát triển. Và hai yếu tố độc tài và tham nhũng đã làm suy yếu sức mạnh quân đội Nga. Và việc mà trong giai đoạn kế tiếp của cuộc chiến khu vực Donbass nó quan trọng, bởi vì như ông Quân vừa chỉ ra, Tổng thống Putin đang cần tuyên bố một cái chiến thắng quân sự nào đó vào ngày 9 tây tháng 5 để mà giữ thể diện. Bởi vì sau 6 tuần gây chiến, hơn 10.000 binh sĩ Nga tử trận, bao gồm các tướng lãnh cao cấp, hàng trăm xe tăng đã bị phá hủy, hơn 200 trực thăng và máy bay bị bắn rơi, một nửa quân đội Nga thì kiệt sức. Tuy nhiên thì Nga vẫn chưa chinh phục được một thành phố lớn nào của Ukraine. Quân đội Nga xem như là tháo chạy khỏi miền Bắc Ukraine sau khi thực hiện một cái vụ thảm sát thường dân kinh hoàng ở tại Bucha, tức là khu vực ở ngoại ô Kiev, cho thấy là quân đội của ông Putin không chỉ tồi tệ về quân sự mà còn về mặt đạo đức. Và nay, trọng tâm của cuộc chiến xoay từ Kiev sang Donbass, tức là chuyển hướng từ những đô thị đông đúc dân cư sang khu vực những đồng bằng rộng lớn, tức là vai trò cũng như là tính chất của các loại võ khí và chiến lược của hai bên phải được thay đổi. Theo báo New York Times thì vùng Donbass có diện tích rộng lớn hơn 50.000 km vuông và tầm nhìn thì không bị hạn chế, tức là các lực lượng quân sự có thể sử dụng đạn pháo tấn công từ xa nhằm vào vị trí của mỗi bên, sẽ không có nơi nào để ẩn náu. Đây sẽ là một cuộc chiến pháo binh bắn từ khoảng cách hàng chục dặm. Và như vậy, như ông Quân chỉ ra, lợi thế có thể nghiêng về phía Nga, tức là cái phía mà có ưu thế lớn về mặt võ khí. Còn về địa lý thì Donbass nó gần với biên giới Nga hơn, thì những cái yếu tố về tiếp vận, về hậu cần của quân đội Nga có thể sẽ không còn là một cái vấn đề lớn như trước nữa. Tuy nhiên, về phía Ukraine, ở vị trí là phòng thủ, Ukraine có thể tấn công các vị trí của quân đội Nga ở trên một khu vực đồng bằng, trống không, và quân Nga phải di chuyển trên địa hình mà không được bảo vệ. Và trong giai đoạn mới này thì Ukraine cần các khí tài quân sự mới, bởi vì những cái loại võ khí nhẹ như hỏa tiễn vác vai sẽ không còn đủ sức để chống lại xe tăng hay là hỏa tiễn của đối phương. Và bởi vậy cho nên các nước phương Tây, đi đầu là Hoa Kỳ, tiếp tục hậu thuẫn cho Ukraine. Trong những ngày qua, các nước Cộng hòa Czech, Slovakia và Ba Lan đã cung cấp xe tăng T-72 và hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 cho Ukraine. Rồi đến lượt Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Canada cũng đã dứt khoát chuyển giao các loại võ khí nặng cho Ukraine, bao gồm các loại trực thăng, trọng pháo và xe bọc thép. Ngày 13 tháng 4, Tổng thống Joe Biden công bố một gói hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá 800 triệu đô la, bao gồm những võ khí lần đầu được chuyển giao như súng đại bác Howitzer, hàng chục ngàn đạn pháo, hàng trăm xe thiết giáp. Kính thưa quý vị, trong giai đoạn tới của cuộc chiến Ukraine, giới phân tích quân sự nói là các cuộc chiến nhỏ sẽ kéo dài hàng tuần lễ hoặc là hàng tháng trước khi leo thang thành những cái trận chiến lớn, đẫm máu để đi đến một kết cục phân định. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại của Sài Gòn TV. Chương trình sẽ trở lại trong giây lát.
cảm tạ quý khán giả của Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi Góc Nhìn Trung Thực do Bích Trâm phụ trách cùng kinh tế gia đình Xuân Quân. Trong phần kế tiếp của chương trình, chúng tôi sẽ phân tích xung quanh bản tin về việc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ ảnh hưởng ra sao trên cuộc chiến Ukraine. Kính thưa quý vị, vào Chủ nhật sắp tới, tức là ngày 24 tháng 4 năm 2022, đương kim Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron và lãnh tụ dân túy cực hữu bà Marine Le Pen sẽ gặp nhau trong một cuộc bầu cử chung kết. Bà Le Pen đang muốn gọi là xoán ngôi Tổng thống đương nhiệm Macron, vốn đang dẫn đầu trong cuộc đua với khoảng cách xích sao chỉ vài điểm. Đây là theo các cuộc thăm dò trước bầu cử vòng thứ nhì. Và như vậy thì dù có thắng thì ông Macron cũng sẽ chỉ thắng một cách xích sao. Và điều này khiến chúng ta phải nhớ lại là 5 năm trước, là vào năm 2017, cũng đã xảy ra cái kịch bản gọi là he ngựa vào vòng cuối. Rốt cuộc thì ứng cử viên Macron năm đó đã giành chiến thắng áp đảo với gần 66% phiếu ủng hộ. Bà Le Pen năm đó chỉ được khoảng 34% phiếu. Thì có thể nói là chiến dịch tranh cử của bà Le Pen lần này đã khai thác thành công sự thất vọng của cử tri Pháp với tình trạng lạm phát gia tăng, vốn đã trở nên tồi tệ hơn do quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như là các biện pháp trừng phạt sau đó của phương Tây đối với Nga. Mà Nga thì chúng ta biết là một nhà cung cấp khí đốt lớn, cũng như là một đối tác thương mại quan trọng của Pháp và của châu Âu. Và thách thức lớn của Pháp và châu Âu hiện nay là tìm nguồn cung mới để thay thế cho dầu mỏ và khí đốt của Nga. Nhưng mà đây có lẽ lại là một cơ hội cho nước Mỹ, bởi vì vào hôm 25 tháng 3 tại thượng đỉnh với các nước Liên Âu ở Brussels, Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ giúp châu Âu giải bài toán năng lượng bằng cách cung cấp khí đá phiến của Hoa Kỳ, để trong lâu dài sẽ thay thế cho 30% tiêu thụ khí đốt mà Liên hiệp châu Âu vẫn phải nhập từ Nga lâu nay. Tức là, thưa quý vị và thưa ông Quân, một ngày nào đó, khí hóa lỏng của Mỹ sẽ thay thế khí đốt Nga ở châu Âu. Thưa ông, thủ đô của Pháp cách chiến trường miền đông Ukraine xa lắm, hàng ngàn dặm. Nhưng mà những gì xảy ra ở các điểm bỏ phiếu của Pháp vào ngày 24 tháng 4 sắp tới, người ta nói là sẽ gây hậu quả sâu rộng ở chiến trường Ukraine. Tại sao như vậy? Vâng, ở đây đó thì tôi sẽ nói về hai phần. Một phần về vấn đề tổ chức bầu cử và chính trị tại Pháp, và cái thứ hai nói về kinh tế. Trước hết, quý vị biết ở Pháp đó, là ra tranh cử tổng thống nó có 12 người ứng cử viên. Thì làm sao mà chọn được? Tại vì cái người về đầu đó là ông Macron mới có 24% mà thôi. Còn bà Le Pen thì là được 20,6%. Và ông Mélenchon về người thứ ba là ông Mélenchon là cánh tả, thì là được 20%. Thì quý vị biết là ba người này đó là hơn 65% của phiếu của tất cả các cử tri. Nhưng mà Pháp đó thì họ có một cái vấn đề bầu cử khác, là họ bầu cử hai nấc. Cái nấc đầu đó, trong 12 người họ chọn hai người về cao nhất thì vào chung kết. Và chung kết đó thì là tuần tới, mình biết. Thì trong giữa hai kỳ đó thì hai người này sẽ phải lên đài, lên TV và đấu khẩu với nhau về chính sách của họ. Bây giờ về vấn đề chính trị đó, chính sách của bà Le Pen là sao? Mà tại sao người ta gọi là dân túy? Thì mình biết Le Pen đó là con của ông Le Pen, thì là ông này là cực hữu, đã nhiều trong nhiều năm theo đuổi cái vấn đề nhưng mà cực hữu của Pháp đó thì nhiều lắm là 25%. Và vừa rồi đó thì trong kỳ bầu cử đó họ được 20,6%. Thì ở đây đó mình phải hiểu là chỗ này, ông Macron đó là theo là đứng giữa, là chung không có theo, không có hữu mà cũng không có nghĩa là tả. Thì ở đây đó, lẽ dĩ nhiên bao giờ cũng vậy, khi mình đứng giữa là khó lắm, làm sao mà được là sự ủng hộ của bên tả và được sự ủng hộ bên hữu. Thì phía hữu đó thì các đảng như là đảng xã hội trước đây là bây giờ là chỉ được có 7%, hay là cái cánh hữu đó, trung hữu đó được có 6%, thì những cái đảng đó nay không còn quan trọng như trước nữa. Mà vì vậy đó,
Và mình thấy là bây giờ là sự đối chọi giữa một bên thân NATO, thân Tây Phương, và một bên của bà Le Pen đó là thân gọi là độc quyền, thân ông Putin. Vì tại Pháp đó trước đây đó là chính là ông Putin là gọi là cái gì? Banker, là ông người chi tiền cho cái vụ mà gọi là ra ứng cử của bà Le Pen. Thì đây đó nó là hai cái nó đối chọi nhau. Một bên bà Le Pen nói chúng tôi là chống vấn đề là lạm phát. Quý vị biết lạm phát ở chúng ta ở đây đó là dân chúng than phiền tùm lum, lạm phát tại Pháp nó còn gấp nó rất nhiều. Đó là một. Cái thứ hai nữa là họ chống vấn đề mà gọi là di dân. Thì có phải là hơi giống ông Trump của chúng ta không? Đó. Thì ở đây đó quý vị thấy là hai cái chiêu bài của bà Le Pen đó là lạm phát và di dân. Ngược lại, ông Macron đó thì muốn ở trong hàng ngũ Tây Phương và trừng phạt ông Putin. Mà trừng phạt như vậy đó thì cô Bích Trâm có nói về dầu khí vân vân, nhưng mà nước khác, nước Pháp là đặc biệt khác, nó không phải như vậy. Mình phải nói đó, thường thường là Âu Châu tùy thuộc 30% vào khí đốt và dầu xăng của Nga, trong khi ngược lại Pháp đó thì cái chính sách mà năng lượng của họ đó, họ dùng 40% năng lượng là nguyên tử, là các cái là trung tâm phát điện nó của họ là nguyên tử, và Pháp đứng nhất nhì trên thế giới về vấn đề nguyên tử. Cái thứ hai đó, dầu khí và xăng của họ đó họ mua từ các xứ thuộc địa cũ của họ, nghĩa là gì, là Algeria và các cái nước và Phi Châu, chứ không phải là từ Nga. Các nước mà tùy thuộc Nga nhiều đó là Hungary, là Ba Lan, là Đức, chứ còn Pháp là không có, về vấn đề kinh tế không có tùy thuộc vào Nga nhiều lắm. Thì đó, nhưng mà nó tại sao nó quan trọng, với nó lại dính tới Ukraine, thì có thể nói được ở giữa này cái bầu cử của Pháp đó thì một người là ủng hộ ông Zelensky và một người ủng hộ ông Putin. Thì đó nó là tại sao nó ảnh hưởng, và cái ảnh hưởng của nó là về vấn đề cái đoàn kết của Âu Châu đối với ông Putin. Trước hết đó, quý vị biết là ở Âu Châu có hai nước, có một nước, bây giờ thì có một nước thôi là Hungary. Hungary thì lúc nào cũng ủng hộ chế độ, một cái chế độ mạnh, nghĩa là gọi là độc tài thì chưa, nhưng mà nghĩa là tương đối mạnh. Thì bà Le Pen thì cũng như vậy thôi, và bà Le Pen đó thì sử dụng cái chiêu bài đó. Liệu bà có thắng được ông Macron hay không, thì trong cái cuộc mà debate đó, thì tôi có dự cái cuộc debate, thì bà này không nắm vững, bà này chưa có bao giờ là nắm chính quyền, thành ra vấn đề mà hiểu sâu vào các vấn đề không được lắm. Bà này chỉ nói lên những cái gì mà người ta dân Pháp bực tức, nghĩa là bị lôi cuốn vào lạm phát, và cái thứ hai đó là bà ta thì là chống di dân ở đây đó mình phải mở dấu ngoặc. Đối với Pháp, di dân ở đây là những người từ Bắc Phi tới, những người Algeria, những người Ả Rập, và họ gây rất là nhiều xáo trộn tại cái vùng của bà ta ở, nghĩa là vùng phía nam nước Pháp đó. Thì đây đó mình phải nói là trong cái cuộc bầu cử này, người ta nói nhiều về vấn đề mà tại sao bầu cử tại Pháp mà lại dính về Ukraine. Dính về Ukraine nó là vì hai cách nhìn về Âu Châu. Một cách nhìn về Âu Châu theo luật pháp và trừng phạt những cái kẻ làm chuyện bậy, và một cái cách nhìn khác của bà Le Pen là ủng hộ chính quyền, nghĩa là độc tài hơn, và một chính quyền nghĩa là coi luật lệ quốc tế như pha. Tôi phải xin lỗi dùng cái chữ coi như pha đó. Như vậy đó, thành ra ở đây đó
các cái cuộc mà thăm dò ý kiến á, thì nó cho vẫn cho ông Macron là thắng, mà chính tôi nghe cái cuộc nghĩa là bình luận giữa hai người, thảo luận giữa hai người đó, thì mình thấy là đấy, như là ông kia là ông Macron là thuộc bài hơn, thì chưa biết cái vấn đề nó tùy thuộc vào những cái người đi bầu á, mà không theo phía nào hết, không cực hữu mà không, thì độc những lập. Người independent á, người độc lập đó, thì họ sẽ bỏ cho ai, thì cái đó thì mình sẽ biết. Các cái chương cầu cho thấy là ông Macron dẫn hơn 57% với lại 40 mấy phần trăm, trong khi kỳ trước là ông được 60 mấy phần trăm và bà kia được có 34% mà thôi. Thì ở đây đó thì nó tùy thuộc rất nhiều là ông Macron hay là bà Le Pen có kéo được những cái người mà không ủng hộ ông ta đó, những người độc lập đó, đi bỏ phiếu hay không. Và tôi chỉ nhắc lại cho quý vị là dân Pháp là một cái dân rất là lười. Lười đi bầu, lười đi nhà thờ và lười đi bầu. Thì hai cái đó là đặc biệt của Pháp. Đó xin trả lại cho và ông Quân là hồi xưa học ở bên Pháp, cho nên có lẽ là ông cũng biết rõ về vấn đề này. Kính thưa quý vị, kết quả bầu cử Pháp nó có thể tác động lên cuộc chiến Ukraine, bởi vì như Kinh tế gia Đinh Xuân Quân vừa chỉ ra, ứng cử viên Tổng thống cực hữu Le Pen có một cái quan hệ chặt chẽ với Liên bang Nga, và bà này là muốn làm suy yếu Liên minh châu Âu cũng như là NATO. Bà Le Pen đã gặp ông Putin với tư cách ứng cử viên Tổng thống Pháp vào năm 2017, và bà hết lời ca ngợi ông Putin trong quá khứ, thậm chí bà còn lên tiếng công nhận là Crimea là một phần của Nga. Rồi đảng cực hữu của bà Le Pen cũng nhận được khoản vay 9 triệu euro từ một ngân hàng Nga, bởi vì bà cho biết là các ngân hàng Pháp từ chối cho đảng của bà vay tiền tranh cử. Và bà Le Pen ủng hộ rút Pháp ra khỏi bộ chỉ huy quân sự của NATO. Và điều này nếu xảy ra sẽ khiến cho Pháp mất rất là nhiều ảnh hưởng trong liên minh quân sự này. Và trong cuộc chiến Ukraine thì Liên minh châu Âu, tức là EU, đã đoàn kết chưa từng thấy để mà đưa ra những cái vòng trừng phạt ngày một cứng rắn hơn đối với Nga. Nhưng mà nếu trở thành Tổng thống Pháp thì bà Le Pen có thể sẽ hạn chế các biện pháp trừng phạt của EU, bởi vì hành động trừng phạt nào thì cũng cần sự ủng hộ của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Chỉ cần một quốc gia, nếu như Pháp không đồng ý là coi như là sẽ trục trặc, mà Pháp lại là một nền kinh tế thứ nhì của EU sau Đức, và Pháp và Đức là hai nước mà giữ những cái vai trò then chốt trong việc đưa ra những quyết định của EU. Và Pháp hiện nay cũng giữ chức chủ tịch luân phiên EU, do đó Tổng thống Pháp kế tiếp sẽ có ảnh hưởng đáng kể đối với cuộc chiến Ukraine. Thưa quý vị, việc mà một ứng cử viên cực hữu vào được cái vòng bầu cử chung kết và có cơ hội trở thành Tổng thống Pháp, ý kiến nói đây là hậu quả của sự chia rẽ giữa hai đảng truyền thống của Pháp, tức là đảng Cộng hòa và đảng Xã hội, tức là hai đảng mà đã thay phiên nhau nắm quyền trong suốt mấy chục năm qua tại nước Pháp. Cho nên bởi vì chia rẽ cho nên cử tri Pháp chán ngán, và từ đó thì những cái thành phần cực hữu mới có đất mà chen chân vào. Sau đây kính mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại của Sài Gòn TV. Chương trình sẽ trở lại trong giây lát. Xin cảm tạ quý khán giả của Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi chương trình Góc nhìn trung thực do Bích Trâm phụ trách cùng Kinh tế gia đình Xuân Quân. Trong phần này của chương trình, chúng tôi sẽ phân tích bản tin chính quyền Biden đã cho phép khoan dầu khí mới ở trên đất liên bang. Kính thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 4 năm 2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết là họ đã nối lại kế hoạch để phát triển dầu khí trên các vùng đất liên bang. Đây là trái ngược với cam kết mà ứng cử viên Joe Biden từng đưa ra khi mà ông vận động tranh cử Tổng thống năm 2020. Trong bối cảnh là chính quyền Hoa Kỳ phải đối mặt với rất là nhiều áp lực để mà giải quyết giá năng lượng cao do kinh tế phục hồi sau đại dịch, thì đó là luật cung cầu thôi, và sự xâm lăng của Nga vào Ukraine đưa đến các biện pháp trừng phạt cũng như là cấm vận dầu khí Nga từ phương Tây. Thưa quý vị, kế hoạch cho phép khoan dầu khí mới trên đất công của chính quyền Biden này phải nói là
đã bị giới bảo vệ môi trường phản đối không ít, thì ông Quân đánh giá ra sao quyết định này của chính quyền Tổng thống Joe Biden? Khi mà mình ở trong một cái phe đó thì là khác, và khi mình cầm quyền là khác. Quý vị biết là chính quyền Joe Biden lúc nào cũng muốn cải thiện môi trường, và trong tương lai đó sử dụng các xe hơi hay là các vấn đề chuyên chở bằng điện nhiều hơn là bằng dầu xăng, vì xăng dầu đó nó gây rất là ô nhiễm. Đó là cái đầu tiên. Vì vậy khi ra tranh cử, ông ta đã hứa là sẽ không cho nghe loại là tìm kiếm dầu, khoan dầu ở các cái vùng đất của liên bang. Đó là một chuyện rất là đúng. Nhưng mà trên thực tế, bây giờ vấn đề mà lạm phát lên tới 7-8% thì chính quyền Biden có thể làm gì được? Trước hết, quý vị biết là ở nước Mỹ, ông Tổng thống Hoa Kỳ không có thể quyết định được chính sách kinh tế. Ông chỉ đưa ra chính sách thôi, nhưng mà không bắt buộc người ta làm được. Tại vì đây là một cái kinh tế thị trường, kinh tế do tư nhân họ làm. Thì muốn giải quyết vấn đề mà xăng dầu đó, thì ông ta đã làm hai chuyện. Chuyện đầu tiên đó là cùng với 30 nước khác trên thế giới xả quỹ dầu, dự trữ dầu mỗi ngày là 1 triệu thùng. Thì quý vị biết là trong 2 tuần qua đó thì giá xăng nó cũng xuống độ 20 cent, 30 cent thì có xuống. Thì tôi thấy là tôi đi đổ xăng ở Costco nó dưới 5 đồng rồi. Quý vị nhớ như vậy, dưới 5 đồng rồi. Nhưng mà đây đó, mình đừng quên đó, đây là cái giá của California. California lúc nào xăng dầu cũng mắc hơn. Thì do đó, đó nếu mà mình nói cái trung bình ở nước Mỹ đó, thì nó cũng đã xuống rồi. Đó là một. Cái thứ hai đó là cùng lúc đó, đó chính quyền Biden đã cố gắng, nghĩa là thương thuyết giải quyết vấn đề hạt nhân với Iran. Vì nếu mà giải quyết vấn đề hạt nhân ở Iran được đó, thì là vấn đề dầu khí trên thế giới nó sẽ tăng rất là nhiều. Vì Iran cũng là một nước thứ hai xuất khẩu về dầu khí trên thế giới, thì họ có thể đủ sức, nghĩa là thay cái mà thiếu hụt từ gọi là vấn đề dầu khí của Nga. Thì quý vị biết là hiện giờ đó mỗi một thùng dầu đó là 100 đô la. Nếu mà Iran vào nữa thì tôi nghĩ nó chỉ xuống độ còn 70 đô la một thùng dầu thôi. Thì cái thứ ba nữa, quý vị biết đó, là nhiều người đã chỉ trích ông Biden là tại sao ông không cho làm cái Keystone là đi cái dẫn ống dẫn dầu từ Canada vào. Thì ở đây đó ông ta đâu đã không muốn gọi là ô nhiễm, thì ông ta đã không cho phép về vấn đề Keystone, nhưng mà ông ta đã nói chuyện với Canada để có thể xuất khẩu dầu khí thêm nữa. Và nếu mà xuất khẩu dầu khí thêm nữa đó thì thị trường thế giới về dầu khí, về xăng đó nó sẽ giảm. Thì đó nó là những cái cố gắng của ông Biden về cái này. Một cái nữa là quỹ, nghĩa là dự trữ của liên bang đó, Fed đó, đã bắt đầu tăng lãi suất. Mà quý vị biết ở bên Hoa Kỳ đó, ông Biden đâu có quyền mà ra lệnh cho ông thống đốc là tăng lãi suất đâu. Thì đó nó là những cái khó khăn của, nghĩa là chính quyền của ông Tổng thống 46 này để giải quyết vấn đề gọi là lạm phát, nghĩa là trong ngắn hạn. Nhưng mà trung hạn đó, tại sao là ông ta thả cái quỹ dự trữ dầu trong 6 tháng 180 ngày đó, mỗi ngày thả 1 triệu thùng. Thì đây đó, nó cho thấy là họ muốn là đây tới cái 6 tháng, cuối 6 tháng đó, là sẽ ký kết được với lại Iran. Và họ cũng nói chuyện với lại Venezuela để
thả cái vấn đề mà gọi là cấm vận với Venezuela thì xăng dầu nó sẽ có nhiều hơn, và từ đó giải quyết một phần về vấn đề mà gọi là xăng dầu mà nó nằm tới, nó tăng tới 48% trong cái vấn đề CPI của Hoa Kỳ đó, thì xăng dầu nó tăng rất là nhiều. Quý vị biết ở đây đó, hai cái chuyện mà Covid và cái chuyện mà đánh nhau ở Ukraine đó, nó không tùy thuộc vào ông Biden, nhưng mà ông Biden vì ông ta là tổng thống, ông ta phải giải quyết vấn đề gọi là lạm phát tại Hoa Kỳ. Nhưng mà lỗi thì mình không phải là mình phải hỏi là tại sao ông Putin lại đi đánh Ukraine gây xáo trộn trên thế giới. Nhưng mà tôi muốn nhắc ở đây đó, ngoài cái việc mà dầu xăng đó, là vì vấn đề có quá nhiều nghĩa là thay đổi trên thế giới, thành ra đồng đô la nó lại tăng. Khổ vậy người ta lại tăng đầu tư vào Hoa Kỳ. Mà vì vậy Hoa Kỳ cứ xài quá nhiều. Mỗi năm là Hoa Kỳ xài cả 1.000 tỷ hơn. Xài mua nhiều hơn là bán. Thành ra đó nó cũng là một cái khổ của chính quyền Biden mà phải giải quyết trong một cái khung cảnh mà họ không kiểm soát được 100%. Vâng. Vâng. Kính thưa quý vị, Bích Trâm cũng xin tiếp lời Kinh tế gia Đinh Xuân Quân để nhắc lại cho quý vị là vừa mới nhậm chức là Tổng thống Joe Biden đã tái gia nhập Hoa Kỳ trở lại vào Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đây là sau khi cựu Tổng thống Trump rút nước Mỹ ra khỏi tổ chức này. Và vào cuối năm 2021 thì Tổng thống Biden đã tham gia và ông đã có bài phát biểu được ca ngợi tại hội nghị COP26, tức là hội nghị để chống biến đổi khí hậu đó, tại Glasgow ở bên Anh Quốc, trong khi nguyên thủ của hai nước Nga và Trung là đều vắng mặt tại cái hội nghị này. Thì Tổng thống Biden tại hội nghị này nói là Hoa Kỳ sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt thế giới để mà gọi là cứu trái đất khỏi những cái thảm họa thiên nhiên như cháy rừng, như lụt lội mà đều là gây ra bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Điều đáng tiếc là những dự án trong dự luật Build Back Better, tức là xây dựng lại cho tốt đẹp hơn của chính quyền Joe Biden để mà chuyển đổi Hoa Kỳ thành một nền kinh tế sản xuất mà dựa trên năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để mà làm sao dần dà Hoa Kỳ không còn lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đồng thời cũng tạo cả triệu công ăn việc làm cho người dân Mỹ, cũng như là cạnh tranh, sẽ giúp Hoa Kỳ cạnh tranh với Trung Cộng trong một cái lĩnh vực rất là quan trọng, tức là lĩnh vực phát triển năng lượng xanh đó. Trung Cộng, thưa quý vị, là cái nước mà đang tăng cường đầu tư rất đáng kể vào năng lượng tái tạo trên khắp thế giới. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta biết rồi, số phận của Build Back Better vẫn đang mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ do sự chống đối của người Cộng Hòa, cũng như là một cái thế đa số khá là mong manh của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện. Thì xung quanh vấn đề khai thác dầu khí trên đất công, như đã nhắc là vừa mới nhậm chức thì Tổng thống Biden ban hành ngay một cái executive order, tức là một sắc lệnh hành pháp để mà thực hiện việc này, tức là cấm không cho khai thác dầu khí trên đất công để mà tránh vấn đề ô nhiễm môi trường đó. Nhưng mà đầu năm 2021 thì một nhóm liên minh các công ty năng lượng hậu thuẫn bởi Đảng Cộng Hòa đã đệ đơn kiện chính quyền Biden, tức là ngừng lại, không cho ông Biden thực hiện cái sắc lệnh đó. Tức là kỹ nghệ dầu mỏ ở Hoa Kỳ và Đảng Cộng Hòa đã gọi là ngán đường chính quyền Biden trong nỗ lực để thực hiện lời hứa tranh cử của ông. Và nay với tình hình cuộc chiến Ukraine rồi đưa đến những cái biện pháp cấm vận của phương Tây khiến cho dầu thô lên giá rồi trở nên khan hiếm, rồi việc chính quyền Joe Biden mở cửa cho thuê để mà khai thác dầu khí trên đất liên bang, thì Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một cái giải thích. Họ nói là đây chỉ là một trong một loạt những cái biện pháp trong ngắn hạn của chính phủ Mỹ. Thì một những cái biện pháp đó là đã được ông Quân nhắc, là như xả kho dự trữ 1 triệu thùng một ngày, rồi đồng thời thêm một biện pháp nữa là cho phép khoan dầu khí trên đất liên bang để mà giúp gia tăng nguồn cung trong ngắn hạn
để mà hạ giá xăng dầu cho người tiêu thụ Mỹ trong bối cảnh lạm phát vẫn là một mối quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ. Trong khi Tòa Bạch Ốc khẳng định nói là những kế hoạch trong dài hạn về những chương trình khí hậu của chính quyền Biden vẫn không hề thay đổi, thì việc điều chỉnh này thiện nghĩ đây là lẽ thường tình của một vị lãnh đạo để gọi là ngộ biến tùng quyền và liệu cơm gắp mắm cho người dân được no đủ. Và như vậy thì Bích Trâm nghĩ là người cử tri Mỹ, đây là một năm bầu cử tháng 11 sắp tới, thì người cử tri chúng ta sẽ vẫn là những người có quyền quyết định qua lá phiếu của mình để mà chọn những người dân, những người đại diện thật sự lo cho dân cho nước và thật sự có thể dẫn dắt đất nước đi đúng hướng. Sau đây kính mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại của Sài Gòn TV. Chương trình sẽ trở lại trong giây lát. Xin cảm tạ quý khán giả của Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi Góc nhìn trung thực do Bích Trâm phụ trách cùng kinh tế gia Đinh Xuân Quân. Trong phần này của chương trình, chúng tôi sẽ bình luận xung quanh bản tin thành phố Thượng Hải phong tỏa kéo dài sẽ tác động ra sao trên nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nhân vật trong tuần là Elon Musk. Thưa quý vị, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc với 25 triệu cư dân hiện nay đang biến thành một thành phố trống trơn bởi vì các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vẫn kéo dài bởi vì do dịch bệnh COVID, trong bối cảnh là Trung Hoa đại lục đang đối mặt với một đợt bùng phát COVID với biến thể Omicron phải nói là tồi tệ nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch vào năm 2020. Thì những biện pháp giãn cách của chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu vào cuối tháng 3, hiện nay được xem là đang đe dọa phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu. Và một trong những nhà cung cấp hàng đầu của đại công ty công nghệ Apple là Pegatron đã buộc phải đóng cửa các nhà máy của họ ở xung quanh Thượng Hải. Thưa kinh tế gia Đinh Xuân Quân, vì sao chính sách Zero Covid cứng nhắc của Trung Quốc sẽ khiến không những là kinh tế Trung Quốc phải trả giá đắt mà sẽ tác động lên kinh tế toàn cầu thưa ông? Vấn đề này thì mình biết là từ đầu đó là Covid từ đâu ở ra, từ đâu sinh ra, đó là từ Trung Quốc. Mà quý vị biết là trong cái vấn đề mà Trung Quốc theo cái gọi là Zero Covid Policy, là chính sách không có Covid đó, nó cho thấy là hiện giờ Trung Quốc phải cấm cửa, nghĩa là lockdown, nó cấm cửa, nghĩa là thành phố Shanghai. Mà Thượng Hải đó, quý vị biết nó là hơn 25-26 triệu và nó là một cái trung tâm kinh tế, nghĩa là tài chính đứng thứ ba trên thế giới, chỉ sau New York và London mà thôi. Mà về vấn đề mà gọi là cảng của Shanghai đó, nó là đứng thứ tư và nó còn nghĩa là còn hơn cái cảng Los Angeles của chúng ta nữa. Và mỗi một ngày đó họ có thể, nghĩa là mỗi một năm đó họ chuyển hơn 49 triệu nghĩa là container, nghĩa là một cái cảng khổng lồ. Cái thứ ba nữa, nó là một cái trung tâm công nghiệp lớn, các hãng xe hơi Tesla, Volkswagen đều có mặt ở đó hết. Và khi mà lockdown đó, khi mà nghĩa là cấm vận đó, cái thành phố không cho đi ra, không cho ra vào đó, thì là kỹ nghệ nó ảnh hưởng tới công nghiệp và cái chuỗi sản xuất của thế giới. Tại vì Thượng Hải đó là họ có rất là nhiều công nghiệp, mà những cái công nghiệp đó phải đóng cửa đó, thì các chuỗi sản xuất trên thế giới đó thì nó cũng bị ảnh hưởng. Và có ảnh hưởng đó thì chúng ta nói, khi chúng ta thấy ở bên Thượng Hải mà bị đóng cửa đó thì giá cả ở bên Hoa Kỳ nó sẽ tăng. Và có phải là vì ông Biden hay không? Không. Đó là vì chính sách COVID của Trung Quốc. Thành ra nó không những là ảnh hưởng tới Hoa Kỳ mà nó ảnh hưởng tới nhiều nước khác, kể cả Việt Nam nữa. Tại vì nếu mà không có những cái, nghĩa là spare part, nhưng có những cái gọi là
linh kiện hay là có những cái gì của Thượng Hải đó, thì các công nghiệp ở các xứ khác khó mà làm ăn. Và vì vậy đó, nhiều khi mà có nhiều người đổ tội cho ông này ông kia đó, là làm sao mà cho giá cả nó tăng, nó lạm phát tăng đó, thì nó không đúng. Mà đây nó là cả hoàn cầu, đây nó là nó cho thấy là Covid đó nó ảnh hưởng tới chuỗi mà nghĩa là sản xuất trên khắp thế giới. Do đó đó, bây giờ quý vị biết đó là một số công nghiệp đã phải đưa về Mỹ và sản xuất tại Mỹ. Đó, chúng ta nhớ là lúc đầu đó khi có Covid chúng ta thiếu mặt nạ. Vì đâu? Vì mặt nạ nó làm ở bên Trung Quốc. Thì Hoa Kỳ làm không đủ thì phải nhập khẩu, mà nhập khẩu không được đó thì phải tìm các nước khác để nhập những cái hàng đó. Thì bây giờ đó, vấn đề toàn cầu hóa nó sẽ bị đặt lại về vấn đề kinh tế. Vì không những là chỉ có hồi xưa đó, nếu mà một nước Trung Quốc mà bị lên thì người ta có thể qua Ấn Độ tìm hay là qua Indonesia, nhưng mà các nước này đều bị con Covid hết. Mà con Covid từ đâu ra thì quý vị biết, cũng biết là nó là ở Trung Quốc ra. Thì đây đó, cái chính sách của Trung Quốc là không có Covid. Một cái thành phố Thượng Hải 26 triệu người mà có mấy người chết thôi, thì quý vị có tin được không? Đó là cái chuyện mà chúng ta ở đây hàng ngày vì vấn đề Covid, thì vấn đề trung tâm CDC đều cho chúng ta biết là bao nhiêu người sẽ phải nằm bệnh viện, bao nhiêu người sẽ phải đã chết, và cái số người đó là bao nhiêu. Nhưng mà 26 triệu người mà có vài người chết thôi thì nghĩa là những con số của Trung Quốc có thể tin được hay không, thì là tôi để cho quý khán thính giả nghĩa là đánh giá mà thôi. Nhưng mà ở đây đó, dù muốn dù không, đây là một cái trung tâm kinh tế, tài chính, xuất khẩu và sản xuất về xe hơi và các linh kiện lớn nhất, một trong những trung tâm, đây là trung tâm lớn nhất của Trung Quốc, thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều nước khác nữa, và nó ảnh hưởng tới chuỗi sản xuất trên thế giới. Vì vậy đó mà quý vị phải nhớ đó, là không phải khi mà mình thấy cái giá cả mà lạm phát nó lên, nó không phải là của một ông nào hết, mà đây nó là dính liền hết, cả thế giới cùng dính liền hết. Vâng. À, xin tiếp lời kinh tế gia Đinh Xuân Quân. Kính thưa quý vị, hậu quả của các chế độ độc tài là khi mà một chính sách đã được một lãnh tụ của một thể chế độc tài ban hành, rất mà khó thay đổi nó. Giống như chúng ta thấy là việc Tổng thống Vladimir Putin phiêu lưu trong cuộc chiến tranh Ukraine đã thất bại một cách thảm hại, nhưng mà kinh tế suy sụp đến đâu thì ông Putin vẫn tiếp tục cuộc chiến, và Tập Cận Bình của Trung Cộng cũng đang lâm vào tình trạng giống như vậy. Sau 2 năm thì loài vi khuẩn coronavirus nó đã thay đổi, căn bệnh do Omicron nó gây ra, nó nhẹ, nó lại ít chết người. Báo Wall Street Journal kể là từ đầu tháng 3 tại Thượng Hải, trong số 130.000 người thử nghiệm mà thấy là positive, tức là dương tính có nhiễm bệnh, thì chỉ có 5.000 người cần điều trị, cần thuốc men, số còn lại thì bệnh nhẹ cho nên không cần chữa. Tức là virus nó đã thay đổi, nhưng mà Tập Cận Bình thì không thay đổi. Có nghĩa là đã ban hành, một khi ban hành cái chính sách Zero Covid là phải theo cho đến cùng để mà giữ thể diện. Thì mỗi tuần mà Thượng Hải đóng cửa sẽ làm thiệt hại gần 30 tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế này. Đây là theo BBC. Thưa quý vị, như kinh tế gia Đinh Xuân Quân vừa chỉ ra, không những kinh tế Trung Quốc sẽ lãnh đủ, mà Thượng Hải và các khu vực lân cận phía đông của Thượng Hải như Côn Sơn, đây là những nơi mà đặt hàng loạt những trụ sở, những nhà máy của các kỹ nghệ sản xuất những con chip điện tử cũng như là kỹ nghệ xe hơi của cả thế giới. Thì sau khi thế giới mở cửa cho Trung Quốc vào WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, là Trung Quốc đã trở nên gọi là công xưởng của thế giới. Và ngày nay thì hậu quả của việc đóng cửa các nhà máy tại cái nơi mà gọi là công xưởng của thế giới, cụ thể là Pegatron, tức là nhà lắp ráp iPhone và sản xuất các đồ phụ tùng cho iPhone, sẽ
bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thời gian giao hàng của Apple sẽ bị ảnh hưởng khi mà nhà máy đóng cửa như vậy. Rồi bên cạnh Apple còn có công ty sản xuất xe điện Tesla, có nhà sản xuất chip cho smartphone Qualcomm, có công ty sản xuất xe hơi General Motors, Volkswagen, rồi nhà sản xuất thịt hàng đầu ở Mỹ là Tyson Foods, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới là Taiwan Semiconductor Manufacturing Company của Đài Loan. Đây đều là những đại công ty có nhà máy hoặc là có trụ sở ở Thượng Hải. Thưa quý vị, có thể nói là các đại công ty này đang đối diện với hậu quả của việc của cái quyết định lúc trước họ đã đưa ra, tức là họ chọn Trung Quốc là nơi đặt công xưởng của thế giới, tức là họ đặt chuỗi cung ứng dưới sự lệ thuộc vào một thể chế độc tài, thì cái vấn đề toàn cầu hóa như ông Quân chỉ ra là sẽ phải được đặt lại. Thì nói đến xu hướng độc tài tại các nước trên thế giới, nhân vật trong tuần lần này, thưa quý vị, ngay tại Hoa Kỳ, tỷ phú Elon Musk đang đòi mua đứt, tức là tư nhân hóa công ty mạng xã hội Twitter với giá 43 tỷ đô la. Ông Elon Musk đã từ chối đề nghị của Twitter để tham gia vào hội đồng quản trị của công ty Twitter. Bởi vì có lẽ thì nếu mà tham gia hội đồng quản trị thì đó cũng chỉ là một trong số 11 ghế của hội đồng quản trị. Trong khi đó thì ông Musk dường như muốn trở thành ông chủ duy nhất của Twitter, nơi mà ông Musk có đến 80 triệu người theo dõi những cái thông điệp của ông đưa ra hàng ngày. Thì ông Musk từng nói là ông không hài lòng với những biện pháp mà ông cho là Twitter sử dụng để kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận của người dân. Cụ thể, chúng ta biết là Twitter đã đình chỉ chương mục của cựu Tổng thống Trump sau khi ông Trump kích động đám đông bạo lực qua diễn văn mà ông Trump đọc vào ngày 6 tháng Giêng tại đồi Capitol. Thì Twitter nói là ông Trump đã vi phạm nội quy của Twitter, cho nên họ phải đình chỉ chương mục để mà tránh gọi là nguy cơ kích động bạo lực thêm nữa. Tức là quyền tự do ngôn luận là một chuyện, nhưng mà nó cũng phải đi đôi với nghĩa vụ công dân. Thưa kinh tế gia Đinh Xuân Quân, ông nghĩ sao về nỗ lực thu tóm Twitter của Elon Musk mà truyền thông Mỹ gọi đây là một cái hostile takeover bid, tức là thâu tóm một cách thù địch đó. Thì dưới danh nghĩa là để biến Twitter thành một cái diễn đàn tự do ngôn luận mà không có bất kỳ giới hạn nào. Nhưng Big Jim xem ra thì đây là nỗ lực của một kẻ mà có xu hướng độc tài, cậy tiền bạc, cậy thế lực để mà chiếm đoạt một cái cơ sở truyền thông tự do, thưa ông. Vâng, tôi thì về cái chuyện mà Twitter đó thì tôi có thể là tôi đồng ý với quý vị, mà không những đồng ý mà tôi muốn nhắc lại là Twitter đó, họ đã chống lại cái mà bid này để có thể độc lập được. Nhưng mà tôi phải khen ông Elon Musk đó, là cái chuyện là ông ta giúp Ukraine. Nhờ ông này mà Ukraine vẫn có internet, vẫn có thể trao đổi với bên ngoài, và quân đội của Ukraine vẫn có thể dùng drone, vẫn có thể dùng những cái mà khí cụ mà gọi là tiên tiến để có thể chống lại, nghĩa là vấn đề xâm lược của họ. Thì nghĩa là trong vấn đề làm ăn thì cái chuyện mà ông ta muốn nắm quyền của Twitter đó, tôi nghĩ là không phải, vì tại Hoa Kỳ nó có sự cạnh tranh, do đó thì tóm hay không đó là một chuyện, được hay không đó là một cái chuyện quan trọng, đó là cái câu hỏi đầu tiên. Nhưng mà dù muốn dù không, tôi phải khen ông Moss đó, là không có ông ta đó thì Ukraine sẽ không chống cự một cách dễ dàng, hay là có truyền tin, có là thông tin trong nước được. Thì vì vậy đó, tôi khen ông ta là vấn đề này, chứ không phải là vấn đề muốn nắm trọn quyền tại Twitter đâu. Nhưng mà cũng phải khen ông ta vì ông ta đã có công giúp quân đội Ukraine, giúp Ukraine giữ được độc lập của họ. Vâng. Vâng. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc góc nhìn trung thực. Kinh tế gia Đinh Xuân Quân và Bích Trâm xin cảm tạ sự theo dõi quý báu của quý khán thính giả, và xin kính chào, tạm biệt.